Minh Khoa xin kính chào quý khán thính giả. Tin nóng ngày 21 tháng 12 của Ban Việt ngữ Đà Á Châu Tự Do có những nội dung chính sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Vụ kích tết Việt Á có thể là mồ chôn uy tín của đảng và nhà nước. Bộ Y tế Việt Nam trần tình vụ Việt Á, ai chịu trách nhiệm? Biến thể Omicron đe dọa, thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương rà soát nhóm nguy cơ cao. Hà Nội, nhiều người dân vẫn thờ ơ khi số ca nhiễm mới tăng. Dư luận cả nước đang xôn xao trước thông tin về vụ án công ty Việt Á cung cấp bộ xét nghiệm COVID-19 với giá thành cao và đặc biệt là những cáo buộc tham nhũng của quan chức nhà nước từ trung ương cho đến địa phương xung quanh vụ việc này. Từ thành phố Hồ Chí Minh, ông Đinh Kim Phúc, nhà quan sát và bình luận chính trị cho Đài Á Châu Tự Do biết quan điểm của ông. Nếu như ban chuyên án và đảng và nhà nước không lãnh đạo, không chỉ đạo để làm sáng tỏ cái đại án này, thì tôi nói vấn đề công ty Việt Á đó, nó sẽ là một trong cái uy tín của đảng và nhà nước. Vì đây là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, chứ không phải là một cái chuyện tham nhũng, hối lộ, hàng gian, hàng giả bình thường. Trước đó, hôm 17 tháng 12 năm 2021, Bộ Công an Việt Nam bắt giữ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á Phan Quốc Việt và Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương Phạm Duy Tuyến. Hai ông này cùng với 5 người khác bị khởi tố và bắt tạm giam vì bị cho là đã bắt tay nhau nâng khống giá để hưởng lợi từ bộ xét nghiệm COVID-19 do Việt Á và Học viện Quân y sản xuất. Ông Đinh Kim Phúc nhận định thêm. Cái vấn đề các bộ xét nghiệm là dởm, là không đúng được cái quy định của Tổ chức Y tế Thế giới thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, ảnh hưởng đến sinh mạng của con người trong đại dịch vừa qua, mà chúng ta thấy rõ ràng mấy chục ngàn người dân phải chết vì cái con COVID-19, là ngân sách nhà nước mất hàng ngàn tỷ đồng để phục vụ cho cái việc chống dịch, và cả nước là phải đổ mồ hôi, đổ xương máu vào cho cái việc chống dịch, thì không thể nào chấp nhận có những cán bộ làm giàu trên xương máu của nhân dân. Chống tham nhũng hiện vẫn đang được cho là nỗ lực lớn nhất của Đảng Cộng sản nhằm giữ uy tín và duy trì tính chính danh của Đảng cầm quyền. Tuy nhiên, giáo sư Mạc Văn Trang, một cựu đảng viên Đảng Cộng sản, lại cho rằng sự việc của công ty Việt Á chứng tỏ việc chống tham nhũng ở Việt Nam vẫn chỉ diễn ra trên bề mặt chứ không thực chất. Cụ thể, ông bình luận. Sự thật là có chống tham nhũng tiêu cực mạnh bao nhiêu đấy thì nó cũng chỉ là bề ngoài thôi. Chữa từ ngọn thôi, nhưng không chữa được gốc. Đấy, cái gốc của nó vẫn là vấn đề là độc đảng, rồi thì toàn trị, không có cạnh tranh, không có tam quyền phân lập, có cái đối trọng để mà giám sát công khai minh bạch thì nó vẫn chỉ là một chiều thôi. Đấy, ngay cả cái truyền thông vậy, chỉ một chiều thôi, cho nên rất là nguy hiểm khi mà cái công ty Việt Á này đấy có một cái tuyên bố gì mà được Bộ Khoa học Công nghệ Y tế gì mà công nhận một cái gì, tất cả các cái đài báo đều đồng loạt đưa tin giống nhau hết, không có một cái điều tra độc lập khách quan nào hết, không có một ý kiến nào phản biện trái chiều hết. Thành thử ra cái đó gọi là vừa đá bóng vừa thổi còi, lúc nào cũng chỉ tuyên truyền một chiều thì sẽ làm cho xã hội nó béo mó đi, rồi thì cái kim bộc rẻ lâu ngày cũng lộ ra thôi, cũng không thể che giấu nhân dân được. Bộ Y tế Việt Nam vào ngày 21 tháng 12 thừa nhận vụ thổi giá bộ xét nghiệm COVID-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á là rất nghiêm trọng và cần phải xử lý. Bộ Y tế cho rằng, vào khi công ty Việt Á niêm yết giá 470.000 đồng một bộ xét nghiệm, một số đơn vị khác cũng công bố mức giá từ dưới 200.000 đồng đến 600.000 đồng một bộ. Những mức giá như thế được công khai để các cơ sở y tế tham khảo, mua phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Các địa phương, đơn vị phải đấu thầu, mua sắm theo các quy định hiện hành và tự chịu trách nhiệm về việc mua sắm đó. Thông tin mà Bộ Y tế Việt Nam đưa ra với báo chí nhà nước cũng nói rằng các sản phẩm xét nghiệm liên quan mà được cấp phép đều có đánh giá đạt yêu cầu
đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng của Việt Nam theo các quy định hiện hành. Việc cấp phép đối với sản phẩm của công ty Việt Á hay những đơn vị khác trong nước không phụ thuộc vào danh sách do Tổ chức Y tế Thế giới WHO công bố. Bộ Khoa học Công nghệ của Việt Nam vào ngày 20 tháng 12 cũng đã cho gỡ thông tin WHO chấp thuận bộ xét nghiệm của công ty Việt Á trên trang web chính thức của bộ này, lý do vì có sai sót về mặt thông tin. Bộ xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á dù chưa được WHO chấp nhận, trong thời gian 2 năm qua vẫn lưu hành khá phổ biến ở Việt Nam. Cũng tin liên quan phản ứng về vụ thổi giá bộ xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Lê Như Tiến phát biểu với báo Người Lao động rằng quá nhẫn tâm, vụ lợi trên sự đau khổ của nhân dân. Thành phố Hồ Chí Minh thống kê có gần 15.000 người thuộc nhóm nguy cơ cao, chưa được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Để đối phó với biến thể Omicron có khả năng xâm nhập vào Việt Nam, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã phát động chiến dịch 10 ngày, ra soát những người thuộc nhóm nguy cơ cao nhiễm COVID-19 để lên kế hoạch bảo vệ. Qua đó, trong ngày 21 tháng 12, sau 10 ngày phát động, ngành y tế thành phố thống kê đã tầm soát COVID-19 cho 80.611 người, phát hiện 647 người có kết quả dương tính và được điều trị ngay với thuốc kháng virus Monupiravir và 14.816 người thuộc nhóm nguy cơ cao nhưng chưa được tiêm vaccine. Qua đó, lãnh đạo sở yêu cầu các địa phương tổ chức lấy mẫu test tập trung cho người thuộc nhóm nguy cơ, lập danh sách những người thuộc nhóm nguy cơ trên 65 tuổi và người có bệnh nền, đồng thời có kế hoạch bảo vệ, điều trị kịp thời, hướng dẫn người dân chuẩn bị ứng phó với biến thể mới. Tại Hà Nội, ca F0 liên tục tăng ở mức 4 con số. Tình trạng bệnh nhân nhiễm COVID-19 nhập viện ngày càng cao. Tuy nhiên, theo đánh giá của ngành y tế thủ đô, người dân sống tại các khu chung cư, khu đô thị vẫn còn chủ quan trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh, và nhất là vào khi biến thể Omicron có khả năng đe dọa Việt Nam. Ban quản lý các khu đô thị cho biết, ở nhiều quán nước vỉa hè, người dân vẫn còn tập trung hút chung điếu cày, thanh niên vẫn thản nhiên tụ tập họp nhóm. Theo bác sĩ Nguyễn Chí Thành, trưởng khoa kiểm soát bệnh tật và HIVS, trung tâm y tế quận Đống Đa, mật độ dân cư đông, ngõ xóm nhỏ, có nơi đường chỉ rộng hơn 1 mét, người dân đi lại, tiếp xúc nhiều nên nguy cơ mắc COVID-19 cao. Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà trong ngày 21 tháng 12 cho hay, hiện 30 trên 30 quận, huyện, thị xã của Hà Nội đã triển khai trạm y tế lưu động tại 508 xã, phường, thị trấn để sẵn sàng đáp ứng các công tác phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, bà Hà nhận xét với nhân lực y tế cơ sở còn hạn chế, ngành y tế cần khẩn trương áp dụng phần mềm quản lý, theo dõi, hướng dẫn điều trị cho bệnh nhân tại nhà, đồng thời phổ biến rộng rãi, hướng dẫn thực hiện test nhanh COVID-19 để người dân có thể chủ động phát hiện sớm, ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Thống kê của Bộ Y tế Việt Nam đưa ra chiều tối ngày 21 tháng 12 cho thấy, trong đợt dịch thứ tư bùng phát từ ngày 27 tháng 4 đến lúc này, trên cả nước Việt Nam có 1.566.261 ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Số tử vong lên đến hơn 30.000 người. Vừa rồi là một số tin nổi bật của ngày hôm nay. Cảm ơn phần theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Điểm tin ngày mai, cũng ngay trên kênh YouTube và Facebook của Bài Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Xin chào và chúc quý vị một buổi tối bình an.